Hiện tại thì bên em Ngân Xe Cũ Bình Tân đang cần thu mua rất là nhiều dòng xe nha anh em. Rất là nhiều dòng xe luôn, từ những con xe sang tới những con xe bình dân ha. Tất cả những dòng xe nha anh em, ưu tiên là xe đẹp, ít km bảo hành dài, hoặc là còn những con xe đời thấp nhưng mà đi ít anh em. Em sẽ thu mua cao hơn thị trường và đặc biệt là có cà phê cho anh em luôn. Nếu như mà anh em gửi thông tin cho em thì anh em gửi chính chủ nha, không có qua trung gian hay cà phê gì hết. Tất cả những con xe ví dụ như là xe có ba ngân hàng hay là xe cầm cố bên em vẫn có hỗ trợ luôn nha. Coi xe tận nhà, hỗ trợ cho anh em tận nơi luôn đó. Thanh toán trong vòng 30 phút là nhận xe nha anh em. Đặc biệt là không có tốn hoa hồng cà phê. Anh em gửi chính chủ nha. Ví dụ như là những con xe như là Toyota Vios em mới mua nè đó, bản G đời 2020. Bên đây có Toyota Altis nè đó, Toyota Altis đời 2023 bản 1.8 anh em. Bên đây có Honda Civic nè. Trong đây thì sẽ có Mac nè. Bên em thu mua tất cả những dòng xe nha. Xe chuẩn chỉ nha anh em, không cấn đụng, không tai nạn là em sẽ mua cao hơn thị trường. Chính chủ không qua trung gian nha anh em. Anh em không có sợ bị tốn tiền cà phê đâu. Đó, gửi thông tin trực tiếp cho em. Trong vòng 30 phút là em sẽ giải ngân cho anh em, nhanh gọn lẹ ha, không kỳ kèo ép giá nha anh em. Miễn sao xe chuẩn, xe đẹp là em sẽ mua cao hơn thị trường. Anh em có thì cứ giới thiệu cho em ha. Những cái dòng xe mẹt nha anh em, C nè, GLC nè, ES nè, GLS nè, rất là nhiều dòng xe anh từ phân khúc bình dân cho tới cao cấp luôn, em vẫn có thu mua. Anh em cứ có thông tin thì gửi cho em, hoặc là anh em có người thân bạn bè cần mua bán trao đổi anh em cứ gửi thông tin cho em ha. Chính chủ không qua trung gian nha anh em. Rồi anh em có thì cứ liên hệ trực tiếp với em Ngân nha. Em có để cái số hotline trên này, anh em có thì cứ liên hệ cho em. Cảm ơn em rất là nhiều.